chúng tôi quay trở lại Sài Khao. Đoàn có 12 thành viên, thì 8 trong số đó là đến lần đầu. Lần này, xuất phát từ thành phố Thanh Hóa, chúng tôi được dân bản chờ đón tại con đường vào bản phía trên của trung tâm huyện Mường Lát và phía dưới của trung tâm xã Mường Lý. Ngay bên đường là một bản Hơ Mông mà tôi không nhớ tên. 12 người đàn ông Hơ Mông Sài Khao với 12 chiếc xe máy phân bố cho 12 đoàn viên, một số xe khác chở hàng. Hàng đó là quà, rất nhiều quà, đồ chơi cho đêm Trung Thu, thùng chôm chôm còn nguyên đá, tươi rói, những bánh kẹo loại ngon, quần áo ấm cho người lớn và trẻ con, tất cả còn nguyên tem mác. Được biết số áo quần đó là tấm lòng của shop Thành Long, thành phố Thanh Hóa. Bánh kẹo được những người bạn của Uyên Uyên Việt Nam tại thành phố Thanh Hóa quyên tặng. Quà đủ chia cho 88 nóc nhà trong bản. Chúng tôi hăm hở vào bản. Với 3 người trong chúng tôi đi lần thứ 2 thì con đường này cũng là lần thứ nhất. Đoạn đường khoảng 8 km chứa đầy những cung bậc cảm xúc. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đến được trung tâm bản. Trưởng bản đã giúp chúng tôi mua một chú lợn, làm một buổi liên hoan giao lưu. Tất nhiên, những tay lái có hạng sẽ là những rượu viên tích cực trong bữa tiệc. Những tấm lá chuối tươi được trải ra, mâm và bàn đều là nó. Ngôi nhà mẫu giáo tạm được mượn làm phòng tiệc, trong cái ánh sáng lờ mờ của những bóng điện chạy bằng sức nước. Và các bạn hãy cùng với Uyên Uyên Việt Nam dạo chơi trong bản Sài Khao, một bản nhỏ của người Hơ Mông, ở sâu trong rừng và tít trên núi cao. Bây giờ thì chúng tôi đã đến nơi rồi và bắt đầu con đường đi xe máy từ đây. Không như là lần trước từ Hà Nội vào thì chúng tôi đi từ phía đường của Mường Lý, chỗ trung tâm huyện đi vào. Hôm nay thì chúng tôi lại đi phía sau của bản đi lên. Và đây là những thanh niên bản cũng như lần trước. Tôi cũng nghĩ rằng là hình như toàn bộ thanh niên của bản lại đã có mặt ở đây. Và những chiếc xe họ đón chúng tôi. Các bạn có thể nhìn thấy là những người con trai Hơ Mông, họ đang mang túi đi, rất là nhiều đồ. Và tôi cũng rất là ấn tượng với những cái quần chân què của họ. Lấp ló ở trong cái áo thì các bạn có thể nhìn thấy là có những cái con dao quắm nó thỏ ra. Trong những cái thùng cắt tông kia là bánh kẹo, đồ chơi. Bây giờ thì tôi sẽ, đây là những quả bưởi. Tôi cũng không biết đây là một cái địa danh, nó tên là gì. Nhưng mà có vẻ như là ở trung tâm của một cái bản nhỏ. Và hầu hết thì các ngôi nhà ở đây là đều bằng gỗ. Ở kia là một cái nhà mà tôi không nhìn, tôi thấy có cửa nhưng không thấy có cầu thang lên. Ở đây có lẽ là cái nhà để chứa nông sản, những con bò, con gà. Và ở kia thì nhóm thanh niên với 12 người và 12 chiếc xe máy ra để đón đoàn chúng tôi lên. Họ vẫn đang loay hoay buộc đồ. Có lẽ là chúng tôi sẽ đi bộ sau họ. Họ về rồi họ sẽ quay ra, như thế cũng khá là lâu. Nhưng không sao. Và tại cái ngã ba này thì tôi cũng chưa biết là thực sự ra thì mình sẽ đi theo đường nào. Đây là một con đường đi xuống bằng bê tông. Đây là một con đường đi lên bằng đất. Hôm nay là chúng tôi đi theo một cái đường không giống với đường hôm nọ. Tức là đi từ phía sau bản đi lên. Đúng không? Người đang lái xe của tôi là một thanh niên Hơ Mông của bản Sài Khao. Bạn ơi, tên bạn là gì? Tên là gì? Kinh. Kinh. Tình. Kinh Vàng. Vàng Kinh. Vàng A Tình. Không, Kinh. Kênh. Đúng. Kênh. Gì Kênh? Vàng. Vàng. Vàng A Kinh. Vàng A Kênh. Vâng. Bạn ấy là Vàng A Kênh. Và Vàng A Kênh thì đang chở
chúng tôi xuống. Ui, ui, ui. Đây là một con đường thật là đáng sợ và cực kỳ đáng sợ. Các bạn có thể nhìn thấy bên tay phải tôi là những cái hòn đá rất là đẹp. Vâng. Lấy cái xin cái mang quả chỉ cho 10. Đúng rồi. 10 triệu nữa đó, cái xin mang nó xây kia này. Đúng rồi. Đường cái nào khó quá xây. Rồi, hôm nay lại cho nữa để xây đấy. Đó xây kia này, xây xong đi rồi nó. Đây, và hôm nay thì tôi đi một cái con đường nó còn kinh khủng hơn cái con đường hôm nọ. Vâng. Bạn kênh bạn nhé đang chở tôi. Ôi rồi ôi, tôi sợ. Không sợ là cứ đi thoải mái nhưng mà. Không sợ hả? Tôi sẽ ôm rất là chặt. Đường này đi nhiều thế nào quên đường thế nào đi thao hù đi mà. À, bạn ấy nói là đường này đi nhiều nó quen đường cho nên không làm sao. Vâng. Vâng. Các bạn thấy không? Bây giờ là đang lội qua suối đấy. Thấy chưa? Đường thì là đáng sợ. Đi nhiều thế nào quên đường không thao hù. Một ngày kênh đi bao nhiêu lần mà quen? Đi một năm mà đi mấy năm đi đường này thôi. À, mấy năm đều đi đường này hết. Chà, một con đường thật là đáng sợ. Đây chắc còn đường đi tắt thôi đúng không? Đường hôm trước tôi vào thì nó còn to. Do mà cái đường này đi thì là đi gần hơn. Đường này đi gần hơn, đúng rồi, nó là đường đi tắt. Xin chào. Và như vậy là tôi được đi một con đường nó mát lắm các bạn ạ, giống như một cái ống, thấy chưa? Cái đường này đi qua cái đám kia là mát đấy. Đây, đúng rồi. Thế thì nếu mà trời mưa thì có đi được không? Cái này nó trời mưa đi được mà. Cái này đường cát nhưng mà đi được. À. Nhưng mà cái đường kia đi nó là đường kia nào trùng quá nó đường được rồi. Đường này đi thì bao nhiêu cây số, kênh biết không? Cái này đi đến cái nhà của nó bảo là đi 8 cây đấy. 8 cây cơ à? 8 cây thì... Hơn 8 cây đấy, bảo là đến đây là hơn 8 cây đấy. Hơn 8 cây là đi bao nhiêu thời gian? Tao lại đi 1 tiếng đấy. Và thí dụ bằng đi bên kia cũng 1 tiếng. Thế chả đi bên kia cho dễ. Nhất là mà đi lên nữa là... Ôi, cầm cái máy hơi bị nặng các cụ ạ. Các bạn nhìn thấy bên kia đẹp chưa đấy? Chỗ chúng ta vừa đi qua đấy. Tôi biết là các bạn của tôi ngồi nó xe mà... Đang khủ quá, không có đường chị bắt rồi. Đường nó không có đường đi, nó khủ, nó đi, nó cứ đường... Bây giờ ngày xưa các cụ còn đi bằng xe bộ, bây giờ đi chân, bây giờ đi xe máy. Xong phải làm đường to ra đi ô tô. Thật là đáng sợ. Đây là một cái ngã ba của chúng tôi thì đi lên. Thì nó là ở đâu nhỉ? Tôi ở Hà Nội. Hà Nội à? Những đoạn này thì là ở Thanh Hóa lên. Thanh Hóa đi. Dưới thành phố lên. Có cả người từ Thái Nguyên vào. Thái Nguyên vào. Đường ở đây đấy. Đúng đấy. Nó là người chủ trương đứng ra để kêu gọi kia. Không hiểu thế nào thì bấy giờ mình toàn đi xuống nhỉ. Đúng không? Hôm trước là toàn đi lên mà. Đi đường kia toàn thấy đi lên. Ô, đây nó đỉnh chưa? Lên mà đang hai đường nó đỉnh dấu quá. Tức là bây giờ là đang đi xuống trong cái thung lũng, xong sau đó mới đi lên. Đấy, các bạn nhìn thấy hãi chưa, đường sợ chưa? Trời đất ạ, đường như này nó đi bộ tôi cũng hãi chứ đừng nói đến đi xe. Nhưng mà không sao, tôi rất là tin tưởng vào tay lái. Xe đã trên máy.
Chúng ta sẽ xem là bạn kênh bạn ấy sẽ xử lý như nào. Đây là một con suối nhỏ, hay gọi là cái khe thì đúng hơn. Xe này mình có phải chế thêm không hay cứ thế đi thôi? Đi thôi mà. Thế à, khỏe thế à? Đó là xe gì vậy? Xe có máy đuổi xe đang đinh giống như không được đấy. Hả? Như xe mà máy đuổi giống như bây giờ chúng tôi mới bắt đầu lên đây. Bạn ấy giấu một cái cuốc ở trong này. Và bây giờ bạn ấy lấy ra. Bạn đang tìm cách ngoắc vào xe. Khó khăn đấy nhờ. Cái này hôm nay cứ để đây đi. Để bạn buồn. Ừ, đây nó không được. Các bạn nhìn thấy con dao chưa? Con dao thỏ ra ở đằng sau đấy. Đấy, con dao đấy. Ghê không? Chỉ là mấy thằng này về. Ừ, đây, đây có thằng này này. Xem thằng này thằng nào. Tôi nghe thấy có tiếng xe nổ, tiếng nổ máy. Và các bạn nhìn thấy đẹp không? Ra. Mấy nàng ra là sao nữa? Hả? Ra là sao? Đây là một đây là một thành viên trong đoàn. Hai thành viên trong đoàn. Họ đã đến đây. Lấy xuống và sửa đường. Ba. Thế là cái cuốc này là được giấu trong bụi. Mà bây giờ lấy ra, vừa lấy ra nhưng mà không được, không mang đi được, cho nên phải quay lại để nhờ. Và bây giờ thì chúng tôi đi tiếp. Lấy cái xi măng nó xây đây này. À, xây đây đấy hả? Đây là các bạn bắt đầu nhìn thấy con đường mà chúng ta đã nói đến rất nhiều. Đấy, bắt đầu từ đây. Nào đi. Và tôi đã tận mắt được nhìn thấy con đường mà tôi chỉ mới nhìn thấy qua hình ảnh. Hôm nay đúng là một cái đường khó như thế này thì quả thật là kinh khủng các bạn ạ.
đây họ mặc dù đã băm ra để khỏi trượt nhưng mà các bạn nhìn thấy không, thật là kinh khủng. Và tôi sẽ đặt cái máy ở đây để nhìn những người đồng bạn đồng hành của tôi họ đi lên. Các bạn nhìn thấy không, thật là kinh khủng. Không lên được mà phải đấy. Ôi chị ấy dùng hồ to rồi mà họ đã phải giúp nhau để đẩy lên. Dưới kia vẫn còn 2 xe nữa, tôi đang chưa biết họ sẽ lên bằng cách nào. Chúng ta sẽ ngồi đây và để chờ đón họ quay lên xem họ đi cách gì. Hình như họ rất sợ và họ không đi. Lên đi để con quay phim. Đi bộ à? Ha, các cô nàng sợ hãi không dám đi. Thế là thua mình nha. Đây là con đường mà chúng tôi nói là nó đẹp như cao tốc đây các bạn ạ. Cái độ dốc ở đây thì tôi nghĩ có lẽ phải đến 75-80 độ chứ chả phải đùa. Đi bộ mà cũng không đi được ấy. Và các bạn nhìn thấy không? Mấy cái bạn này trông thế mà yếu kém hơn tôi nhá. Không dám đi, xuống hết rồi. Vẫn đỡ lộ cười nhá. Cười này chỗ đấy trượt đấy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nào, cố lên cô giáo dạy văn. Cố lên. Một thành viên vệ quốc đoàn với một cái túi đạo cụ trên vai. Rất vất vả. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, lúc nãy tôi đi xe máy đấy, tôi ngồi mà đến đấy thì xe nó không nổ được nữa vì tôi nặng quá. Đấy. Ôi. Đấy, chưa vấn đề nha, chưa ăn thua nha. Xong rồi. Chưa được mà, làm được toàn những cái con đường này thì mới được này. Đấy, thì cái đường mình làm đây. Đây là đường mình làm đấy. Đường trước nó lấy cái xi của chị nó lằng. Đấy. Đấy. Đấy tiếp. Đấy, bạn hãy tưởng tượng nếu như con đường này mà nó không phải là cái xi này thì bạn đi nó cũng sẽ vất vả đến thế nào đúng không? À, đến đây là hết rồi phải không? À, lại bỏ lại, xong lại đi làm đoạn khác. Tức là cứ đoạn nào khó thì mình làm. Như vậy là bà con đã rất là lựa chọn. Họ chọn một cái đoạn đường cực kỳ khó đi để họ đổ bê tông. Như vậy là tôi vẫn tiên phong các bạn ạ. Tất nhiên là tiên phong trong cái nhóm của tôi thôi. Tôi biết là hôm nay rất là nhiều bạn gái trong đoàn mà lần đầu tiên lên đây. Tim đang thót lại. Đêm nay ngủ khéo mà mơ. Không khéo thì nhiều bạn là cứ đi bộ thôi. Chiều nay nắng đẹp. Và nắng như thế này thì là cũng hơi vất vả. Bớt nắng đi chút. À, ở đây là cây lúa đây à? Lúa. Xạ. Trồng. Trồng cây cấy xuống hay là thả hạ xuống? Đấy là hạ xuống. Hạ hạt đúng không? Hạt đúng. Chỉa. Đúng không? Đúng. Chỉa.
sao mà tôi là một người ở đồng bằng, nhưng mà khi đi trên con đường này tôi lại cảm thấy một cái gì đó rất là thân thương, cứ giống như là tôi đang được trở về quê vậy. Đẹp, mặc dù nó là đá tự nhiên. Đẹp không? Thật là đẹp. Và đây là một cái nếp nhà sàn rất là sộc sạch. Đây là nhà của người hay là người? Đây, sao lại từ lâu vậy? Oh. Đây hả? Nhà đây à? Nhà kênh đây à? Không, đây là nhà của chúng tôi quyết định là lập một cái trạm nghỉ ở đây để ăn ổi. Ổi đây, ổi đây. Ổi nào. Giống như một cái sợi chỉ đấy các bạn, nó ngoằn ngoèo và nó bám lấy sườn núi. Các bạn tưởng tượng ra là một cái quả táo mà nó không tròn như quả táo mà nó gồ ghề. Sau đó là chúng ta dùng con dao chúng ta khí xung quanh nó thành một cái đường. Đó chính là con đường mà chúng tôi đang đi. Wow, đây là cái bắc nước ấy. Nào cúi đầu xuống, đấy là nước của bà con đấy. Hùng vĩ không các bạn? Hùng vĩ không? Hoành tráng không? Con đường của chúng tôi đi kìa kìa. Và bây giờ thì tôi cũng không biết là mình đã ở đâu được nữa. Như vậy là các bạn có thể tưởng tượng là từ cái con đường mà chúng tôi đi ấy, chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái quả núi như thế kia. À, cái đường trẻ chỉ nhỏ nhỏ đấy, cái đường mòn chỉ nhỏ nhỏ đấy là đường mà chúng ta đi qua đấy. Ngoằn ngoèo mãi thì bây giờ đã sang đến bên này. Ôi! À, các bạn còn nhớ bộ phim Vợ chồng A Phủ không? Và tôi có cảm giác như là tôi cũng đang đi như vậy. Nhưng mà chỉ khác là ở đây thì chỉ có núi thôi, còn không có rừng. Và bây giờ thì chúng tôi lại đang đi trên một cái con đường bê tông nữa. Vâng, rất là tự hào đây. Đường bê tông là lấy cả xi đấy. Đấy, đúng rồi. Bạn ấy giới thiệu là đây là bê tông mà xi của chị đấy. Thực ra là không phải của chị, mà là chị cũng chỉ có một tí đóng góp ở trong ấy thôi. Đấy.
còn là của rất là nhiều người. Mỗi người cũng có một chút. Vâng. Nói chung là ai cũng là rất là khó khăn. Nhưng mà mỗi người có một chút để cho bà con có được cái đoạn đường như vậy là hiểu ý không? Đúng rồi, hiểu rồi. Rồi, đấy, bạn xin những bạn bảo là bạn hiểu rồi. Và hôm nay đi như thế này thì tôi mới thấy rằng là cái con đường mà bà con làm nó không phải là chỉ có 800 mét như là cái quốc đoàn thông báo, nó không phải là con đường nội bản 800 mét mà nó chính là một cái con đường mà người ta phải đi từ người ta sẽ đi từ ngoài đường để vào đến bản. Nó rất là dài nhưng mà cái số bê tông đấy thì bà con dùng để làm cho những cái đoạn đặc biệt khó khăn, cái đoạn đường cực kỳ nguy hiểm và đặc biệt khó khăn thì được làm bằng bê tông. Tôi nói như vậy có đúng không hả kênh? Đúng đấy. Đấy, đúng đấy, bạn ấy xác nhận như vậy. Kinh khủng thật. Và đây thì đường này thì nó cũng giống như đường làng của chúng ta rồi. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn thấy là trùng trùng điệp điệp này đấy. Rất tiếc là tay tôi nhấc cái máy nó đã quá mỏi. Đúng. Những ngôi nhà của bạn con. Còn đây là những cái nhà để chứa lương phẩm đấy, đúng không? Đúng. Đây là cái nhà chứa ngô, chứa thóc. Vâng, đây là cái nhà chứa ngô mà thường thì khi mà đưa lên trên mạng thì được một số bạn cho rằng đấy là nhà ở của đồng bào. Nhưng mà không đúng. Đây là những cái nhà mà mùa người ta gặt về thì người ta chứa ở đấy. À, thế để đấy không sợ bị mất à bạn? Không, không mất đúng không? Không ai. Không ai lấy. Rồi. À, cuộc sống như vậy thì thật là thần tiện. Còn đây là nhà của một chú trâu. Hai chú trâu. Rất là ngoằn ngoèo. Cực kỳ ngoằn ngoèo và đường thì là bé bé. Cái đường như này, ôi là khó, đường xây xong là đi được tốt rồi. Một đoạn đường bê tông nữa. Và các bạn hãy tin tưởng một cách chắc chắn rằng cứ đoạn đường nào mà là bê tông thì bạn thấy thì rất khó. Đúng rồi. Và chúng ta đang đi trên con đường cao tốc của bản Sài Khao. Tiếng máy gần lên, gần lên. Và để cho được dài thì bà con đã làm con đường bé tí thì đi lại. Và tới đây chúng tôi đã nhìn thấy tấm biển con đường Tây Tiến bản Sài Khao. Bếp nhà ai? Một cái nhà nhỏ đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây là ngôi nhà của nhà tổ an ninh cắm bản đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ba đồng chí bộ đội ở đây. Cửa khóa rồi các bạn ạ. Một chiếc xe máy để đấy. À, tôi đã đến với bản Sài Khao. Đây rồi. Đi